con dậu này thiệt là ghê gớm. Đã ăn cắp mà còn đổ quấy cho cậu hai nữa. Dậu, cậu hai nói không có cho con, sao con lại đổ cho cậu hai như vậy? Con có gì oan ức nữa hay không? Thôi chị ơi, chị hỏi nó làm chi nữa. Chị cứ lôi nó lên quan huyện tra khảo là xong. Chứ cái hạng ăn cắp như vậy, mắc mới gì đâu mà nói chuyện nhỏ nhẹ. Dạ, dạ xin đừng. Con xin hai bà là ban tha cho dậu. Đừng có bắt dậu lên quan. Con bắt thì bắt con nè. Thế sao lại bắt con? Chính con là người đang ăn cắp cái đôi bông tai của mợ hai, rồi rồi đem tặng cho dậu. Thiệt tình là dậu không có làm gì hết. Hai bà tha cho dậu nha, dậu không có lỗi gì hết. Là mày hả Thế? Mày đừng có xạo. Sao mày héo lánh lên được phòng của mợ hai? Rồi sao mày lấy được đồ của mợ hai? Mắc cái giống gì mày phải đem cho con dậu? Hôm bữa mợ hai về quê nuôi bệnh em, rồi con vô phòng cậu mợ để đóng lại cửa tủ. Con vô tình con thấy đôi bông tai đẹp quá nên con nổi lòng tham, con lấy về, con muốn lấy lòng của dậu. Được, vậy thì bắt hết cả hai lên gia môn đi, để cho quan quân làm nhục hình tra khảo. Lòi ra đứa nào nói láo thôi mà. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.